Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa của bạn và gia đình. Lễ ra quân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo hai hình thức: trực tiếp tại điểm cầu trung ương và trực tuyến với 600 điểm cầu bảo hiểm xã hội các địa phương. Các hoạt động truyền thông sẽ chú trọng vào việc vận động trực tiếp đối với nhóm nông dân và lao động khu vực phi chính thức, nhóm có tiềm năng. Cụ thể sẽ nhấn mạnh quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhưng rủi ro khi không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, chú trọng truyền thông đến nhóm lao động dừng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đang bảo lưu thời gian tham gia để tư vấn, vận động mọi người không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần mà tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong tháng vận động, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tại các địa phương sẽ tổ chức các điểm tư vấn tập trung, tư vấn qua livestream, tư vấn qua điện thoại và tổ chức các hội nghị tuyên truyền, hướng đến đạt mục tiêu có thêm 10.000 người tham gia bảo hiểm trong tháng cao điểm này. Có thể nói trong những năm qua, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thu được những kết quả quan trọng, giữ vai trò trụ cột, bền vững nhất trong các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Dù diễn ra trong thời tiết không thuận lợi, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sáng nay ngày 8 tháng 5, nhiều địa phương trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Để tiếp tục gia tăng tỷ lệ người dân tham gia, Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ huy động sự vào cuộc từ các ngành, đoàn thể địa phương trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành bảo hiểm trong việc nâng cao đạo đức công vụ, cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới sự phục vụ tốt nhất cho người dân. Với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa của bạn và gia đình, huyện Hòa Vang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền và lợi ích khi tham gia, tăng cường vai trò trách nhiệm của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau lễ ra quân, toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Bảo hiểm xã hội huyện và Bưu điện Đà Nẵng 4 đã diễu hành trên một số tuyến đường chính trong huyện, tổ chức phát tờ gấp, tài liệu tuyên truyền tại các điểm dừng chân. Với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa của bạn và gia đình, được Bảo hiểm xã hội quận Ngũ Hành Sơn bám sát bằng việc triển khai giải pháp hoạt động truyền thông xuyên suốt, tập trung vào nhóm đối tượng tiểu thương, các chợ và công nhân làng nghề đá mỹ nghệ non nước. Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội quận là tận dụng tất cả các phương tiện truyền thông của quận và các phường, đặc biệt là ứng dụng hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, kết nối giúp người dân hiểu rõ các thông điệp Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội điểm tựa của bạn và gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của người lao động tự do, hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau bệnh tật.